ta thường đói chín bữa trong 3 ngày hôm nay lại vì lấp đầy bụng mà bỏ ra 100 triệu mua hải sản thậm chí còn muốn cầu phải là đảo nổi của oa quốc ngư dân địa phương nghĩ rằng ta sẽ đóng gói và tăng giá bán thay vào đó ta chọn cách để thịt thối giữa trong nhà kho mọi người xung quanh đều cười nhạo ta là một kẻ ngốc nhưng ta lại lạnh lùng cười vì tất cả những gì ta làm là để tiêu diệt các đảo quốc thì ra đời trước oa quốc bất chấp phản đối xả nước thải hạt nhân cuối cùng dẫn đến virus bộc phát tận thế hàng lâm mà ta sống tới hai năm rưỡi sau cũng bị tăng thi cắn chết trọng sinh trở lại, ta thức tỉnh zombie nhà xưởng, chỉ cần đầu nhập huyết nhục là có thể sản xuất tăng thi tiểu đệ. Vì thế ta quyết định, đời này không chỉ ăn ngon uống cay, còn phải thu lưu vô số nữ minh tinh đảo quốc, làm người hầu gái, thậm chí còn muốn tư diệt oa quốc làm nhiều việc ác. Mà lúc này, cách tận thế hàng lâm còn có 15 ngày, vì thế ta lợi dụng kiếp trước, giữ lại không gian dị năng. Chỉ mất hơn một tuần, ta đã mua lại tất cả các ngân hàng lớn ở Đông Kinh, tổng cộng cướp sạch 100 tỷ yên và vô số vật tư. Sau đó ta định dùng số tiền này để mua máu thịt, và hải sản bị ô nhiễm ở vùng đảo nổi rõ ràng là tốt, vì thế ta lại tích trữ 60.000 tấn hải sản. Làm xong những thứ này, ta đi thẳng đến một con phố hoa hạ, gọi một bàn tiệc lớn, ăn một bữa thật ngon, dù sao dạ dày người hoa hạ vẫn là ăn đồ Trung Quốc thoải mái nhất. Sau đó ta bao hết tất cả các món ăn nóng trên phố ẩm thực, đem nó thừa dịp còn nóng, liền thu vào dị không gian của ta. Vì thời gian trong không gian là tĩnh lặng, cho nên lúc nào ta lấy ra cũng vẫn còn nóng. Không ngờ ngay khi ta vừa thanh toán xong, chuẩn bị rời đi, lại thấy hai vị mỹ nhân đại học anh hoa đi về phía ta nhưng khi ta nhìn rõ tướng mạo của hai người, nhất thời phát ra một trận cười lạnh. Bởi vì hai người dĩ nhiên là kẻ thù kiếp trước hại chết ta, trong đó có một người tên là Tô Mộ Tuyết là người Hoa Hạ, lúc trước tận thế giáng lâm, ta hảo tâm cho cô một ít đồ ăn. Kết quả cô không chỉ không thỏa mãn, thậm chí sau khi biết được ta đạt được dị năng không gian, ngược lại liên hợp với bạn thân xuyên đảo phương tử của cô, cùng nhau lừa ta ra dã ngoại giết người đoạt bảo. Mà xuyên đảo phương tử chính là một nữ nhân khác trước mặt, chỉ thấy Tô Mộ Tuyết gặp mặt chính là nghi vấn nói, bạn học Tiêu Phàm, những món ăn này đều là ngươi đặt hàng sao? từ khi nào mà người giàu thế thì ra trong ấn tượng của tô mộ tuyết ta vẫn là một người nghèo khổ nhưng hôm nay cô và bạn thân ra ngoài ăn cơm nhưng lại được thông báo tất cả nhà hàng đều được một người đặt trước nhất thời cô tức giận đến nổi trận lôi đình nhưng mà lúc này cô lại thấy ta ở một bên nhà nhã ăn cơm vừa hỏi mới biết thì ra người đặt thức ăn chính là ta mà xuyên đảo phương tử bên cạnh nhất thời thèm thuồng lập tức kéo tô mộ tuyết tiến lên nịnh bộ ta vì thế xuyên đảo phương tử ở bên cạnh liền nói tiếp bạn học tiêu phàm ta là diễn viên xuyên đảo phương tử của công ty giải trí nhân âm có thể để lại một bên liên lạc sau này không? Nhìn vẻ mặt vô hại của cô, trong lòng ta thầm nghĩ một tiếng thật sự là một kỹ nữ tâm cơ, nhưng mà bề ngoài ta lại miệng đầy đáp ứng và để lại bên liên lạc. Kỳ thực trong lòng lại nghĩ, nếu ngươi đã chủ động đưa tới cửa, ta đây liền muốn hảo hảo tra tấn ngươi một chút. Sau khi về đến nhà, ta cũng lập tức liên lạc với đội thi công, yêu cầu cải tạo nhà ta thành vỏ hợp kim titan và lắp đặt camera hồng ngoại xung quanh nhà ta, thậm chí còn phải lắp đặt một máy phát điện xăng, vì ta biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ mất điện trong những ngày tận thế mà chủ thầu bên kia lại cực kỳ khó hiểu dù sao nhà ở đảo quốc phần lớn đều làm bằng gỗ ngôi nhà bằng sắt đến lúc đó đến chạy cũng chạy không thoát nhưng bất đắc dĩ ta cho thật sự là quá nhiều vì thế hắn vội vàng đáp ứng lập tức thi công nhưng ta vẫn không hài lòng với ngôi nhà dù sao thời gian có hạn không có biện pháp cải tạo quá nhiều nhưng chỉ cần có thể sống sót qua tận thế tiền kỳ là được bởi vì điều kiện tiến hóa tang thi của ta chính là phải thu thập gen tang thi mà cái này chỉ có thể dựa vào đánh chết tang thi đạt được mà ta kiếp trước cũng bởi vì zombie nhà xưởng thức tỉnh quá muộn dẫn đến không kịp thu thập đủ gen tăng thi cuối cùng mới ngã vào âm mưu của hai nữ nhân vì thế kiếp này ta dự định xây nhà an toàn mà địa điểm chính là đông kinh dòng người dày đặc phải sớm phát huy sức mạnh của nhà máy zombie đến mức tận cùng rất nhanh đội thi công lục tục đến nhưng mà động tĩnh cực lớn cũng hấp dẫn tới vây xem hàng xóm xung quanh đều ở một bên trào phúng nói tiêu phàm này đang làm cái gì vậy chẳng lẽ tận thế sắp tới rồi sao quả nhiên tố chất của người hoa hạ rất thấp một chút quan niệm an toàn cũng không hiểu nhưng mà ta mới mặc kệ bọn họ dù sao hiện tại bọn họ kêu có bao nhiêu vui vẻ sau khi tận thế giáng lâm liền khóc đến bao nhiêu thảm mà ta cũng sẽ không giống kiếp trước ngốc hồ hồ phân thức ăn cho bọn họ kết quả ngược lại bị hàng xóm liên hợp nhằm vào cuối cùng chiếm đoạt nhà cửa và thức ăn của ta làm hại ta chỉ có thể lang thang trên đường phố nhưng lúc này ta phát hiện nhà bên cạnh cũng đang tiến hành trang hoàng chỉ thấy mấy người của công ty chuyển nhà đang thay sofa cho phòng khách mà ta lại nhớ rõ căn nhà này đã nửa năm không có người ở không nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt tận thế sắp giáng lâm này rồi lại có hộ gia đình mới không ngờ lúc này xuyên đảo phương tử đột nhiên xuất hiện trước mặt ta bạn học tiêu phàm thật trùng hợp không ngờ ngươi cũng sống ở đây nghe vậy ta lập tức đoán được hộ gia đình mới chính là cô ấy nhưng ta lại tỏ vẻ qua loa rằng mình vẫn luôn ở đây ta thấy bạn học tiêu phàm mua rất nhiều thứ chặn hết đường rồi có cần ta giúp không thấy cô ấy chủ động trả lời ta cũng không khách khí vì thế trực tiếp chỉ vào một chiếc xe tải trước mặt nghĩa là còn mấy tấn táo chưa dỡ để cô đi giúp không ngờ xuyên đảo phương tử nghe vậy trong lòng nghiến răng nghiến lợi nhưng ngoài mặt lại cười khanh khách đáp ứng thậm chí chuyển táo còn không quên vấn vẹo thân thể, thể hiện một mặt xinh đẹp của mình, mà một màn này, nhìn đến các công nhân dỡ hàng mắt đều trợn tròn, đều thầm nghĩ ta đang ở trong phúc, không biết phúc. Và cuối cùng ta cũng hiểu, không có gì ngạc nhiên khi cô ấy được chọn để chụp ảnh đào quốc. Còn xuyên đảo phương tử là lao động miễn phí, giúp đỡ ta hơn 4 tiếng đồng hồ, cho đến khi cô mệt mỏi không đứng thẳng nổi, muốn về nhà, ta lại trực tiếp gọi cô lại, nghĩa là trong xe còn có hai thùng tiền mặt, hy vọng cô ấy có thể giúp chuyển đi một chút. Dứt lời ta còn cố ý đem dương mở ra một lỗ hồng để cho đối phương thấy rõ ràng bên trong giày đặc trồng chất phản tệ thấy thế xuyên đảo phương tử lập tức lấy lại tinh thần lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười bắt đầu chuyển dương thậm chí trong lòng còn không hề oán hận mà ta cũng biết rõ phương pháp đối phó với loại nữ trà xanh này đó chính là treo khẩu vị của cô rất hiển nhiên trước mắt mới thấy hiệu quả sau tất cả những điều này ta ngồi trên ghế sofa vừa mới chuẩn bị mở một chai coca ướp lạnh chè chén không ngờ nữ trợ lý của ta lại gọi điện thoại cho ta thì ra là mũ bảo hiểm mà ta đã đặt trước và tất nhiên nó không dành cho ta mà là để cho đám tang thi tiểu đệ của ta mặc. Mọi người đều biết nhược điểm của tang thi chính là đầu, vì vậy ta chọn gắn mũ bảo hiểm trực tiếp vào đầu. Không chỉ vậy, ta còn muốn cho các tiểu đệ mỗi người một cây giáo, như vậy khi đuổi không kịp địch nhân, còn có thể coi như viễn trình. Làm xong những thứ này, ta lại đến chợ tài nguyên, mua một lượng lớn các mặt hàng như máy phát điện, than củi dầu hỏa, sau đó bắt đầu cho đội kỹ sư sửa mạch điện, cài đặt đồng thời báo động hồng ngoại và giám sát. Cuối cùng còn càng quét kho hàng của các hiệu thuốc lớn, thu hoạch các loại thuốc giảm đau băng vải cấp cứu. Lúc này tiền của ta cũng chỉ còn lại có 100 triệu, bất quá ta lại không thèm để ý, dù sao tận thế tới tiền chỉ là một đống giấy vụn. Lúc này ta đang nằm trên giường của Tịch Mộng Tư tính toán, tính sơ qua sản xuất một con zombie cần 400 cân cá biển, cho nên nếu tiêu hao hết máu thịt, ta có thể thành lập một chi 30 vạn zombie quân đoàn, đây quả thực là tiết tấu bắt đầu vô địch, ta nhanh chóng bình tĩnh lại khỏi cơn sung sướng, bởi vì tốc độ sản xuất ban đầu của nhà máy zombie có hạn, hơn nữa thu hoạch gen tăng thi cũng là một vấn đề, bởi vậy tận thế tiền kỳ vẫn phải cầu thả một chút mới được không ngờ lúc này trên tivi có một tin tức thu hút sự chú ý của ta gần đây ngân hàng tam tỉnh ngân hàng ngân tọa siêu thị bách giai liên tiếp bị mất trộm tổn thất tài sản tổng cộng trên trăm tỷ vì vậy cục an ninh liên hợp đã ban hành lệnh treo giải thưởng miễn là có thể cung cấp thông tin nhận dạng của nghi phạm có thể thưởng 100 triệu đô thấy thế ta chẳng những không sợ hãi ngược lại cười lạnh một tiếng nghĩa là mua không tệ chỉ là bắt đầu phía sau còn có kinh hỉ lớn hơn đang chờ các ngươi sáng hôm sau ta bị đánh thức bởi tiếng chuông thì ra là súng ống đạn dược ta đặt mua hàng đã đến tổng cộng 40 khẩu súng và vô số đạn dược, một nửa là súng săn M1897, còn một nửa là súng trường phong hòa 1500. Hơn nữa đạn trang bị đều là đạn một đầu, đây là viên đạn súng ngắn chỉ có một viên đạn, lực sát thương cự ly trung bình phi thường lớn, bởi vì có kiếp trước, hai năm rưỡi sinh tồn kinh nghiệm, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của súng đạn. Bởi vì không lâu sau khi virus bùng phát, tang thi các nơi đều bắt đầu tiến hóa, mà chờ đến khi tang thi cường lực như liếm thực giả và bạo quân ra đời, súng đạn bình thường đã không thể phá phòng thủ hữu hiệu. Chẳng mấy chốc, ta đã lái xe đến một trường bắn ngoài trời mà ta chính là cùng hợp tác thương tuấn thái ở đây giao dịch và hắn cũng là người hợp tác mua hải sản của ta lúc này hắn đang vẻ mặt hiền lành cùng ta chào hỏi sau đó liền mở ra một xe tải súng đạn để cho ta kiểm tra hàng mà ta cầm lấy súng liền bắt đầu thuần thục nạp đạn sau khi lắp ống giảm thanh và kính gấp 8 lần sau đó nhắm vào một bia gỗ cách đó 100 trăm mét và bắn viên đạn xuyên qua bia gỗ lại bay về phía sau mấy chục giây thấy thế ta cũng thập phần hài lòng giao tiền thu hàng và sau khi ta về nhà ngôi nhà đã được cải tạo xong và mũ sắt và gió mát đã đến giờ phút này ta rốt cục thở phào nhẹ nhõm bởi vì ta đã tích trữ đầy đủ trang bị không ngờ đúng lúc này đột nhiên một chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa nhà sau đó trên xe bước xuống mấy nhân viên chấp pháp mà mỹ nữ tóc ngắn cầm đầu trực tiếp nói với ta ông tiêu phàm kiểm tra xem gần đây ông tiêu rất nhiều tiền không rõ lai lịch chúng ta nghi ngờ ông có liên quan đến vụ trộm hàng loạt gần đây xin hãy đi với chúng ta nghe vậy ta lại mỉm cười tiếp theo không nhanh không chậm nói tất nhiên là được nhưng ta sẽ đến bến tàu để giao dịch hải sản nếu vì phối hợp mà chậm trễ, tổn thất đó không phải là số lượng nhỏ. Dứt lời ta còn trực tiếp lấy di động ra, gọi điện thoại cho Tuấn Thái, dự định để cho công đoàn ngư nghiệp gây áp lực cho cục an ninh. Dù sao thì ta cũng là một khách hàng lớn với hàng tỷ đô, bởi vậy công hội ngư nghiệp nhất định sẽ toàn lực bảo vệ mình. Nghe vậy mỹ nữ cảnh sát nhất thời tức giận đến tái mét sắc mặt, nhưng cô cũng do dự, dù sao bên mình cũng không có chứng cứ trực tiếp, hơn nữa cũng không dám bồi thường tổn thất lớn như vậy, cuối cùng cô cũng chỉ có thể nhìn ta thật sâu một cái, sau đó trực tiếp mang theo thủ hạ phẫn nộ rời đi sau khi rời đi ta cũng nhìn thời gian nghĩ thầm không ngoài sở liệu ngày mai là ngày tận thế nhưng ta không hề sợ hãi thậm chí còn ngủ một giấc thẳng đến gần giữa trưa mới tỉnh sau khi tỉnh lại phát hiện khoảng cách tận thế chỉ còn lại không đến một giờ lúc này ta đang đứng trên ban công nhìn xuống lầu chỉ thấy một cô bé cầm cối xay gió trong tay đang đuổi theo bước chân người lớn vui vẻ chạy trốn nhìn thấy cảnh tượng hài hòa như vậy ta thậm chí có chút hoài nghi tận thế thật sẽ dáng lâm sao bất quá ta rất nhanh liền thu hồi ý nghĩ dù sao dị không gian và nhà máy zombie của ta vẫn còn làm sao virus có thể không bùng phát nhưng đột nhiên ta nhớ ra một điều vì thế trực tiếp lấy điện thoại di động ra đặt cho mình một phần thức ăn bên ngoài nếu đúng như dự đoán nhân viên giao thức ăn hẳn là giống như kiếp trước ta ở trong lòng nói nhưng chỉ một lát sau bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc đổ mưa to khiến người ta kinh hãi chính là màu sắc của mưa tự nhiên là màu đen mỗi một giọt nước mưa đều phảng phất bị mực nước thấm qua thậm chí đem người đi đường cùng xe cộ xung quanh đều nhuộm thành màu đen thấy thế người đi đường xung quanh đều thét chói tai tuy nhiên họ chỉ cho rằng đó là do ô nhiễm hóa chất không ngờ đúng lúc này, một nữ nhân đột nhiên ngã xuống đất co quắp không ngừng, sau đó mạch máu màu xanh dưới da nhô lên, móng tay cũng đang nhanh chóng mọc lên trở nên sắc nhọn. Đột nhiên cô đột nhiên mở to hai mắt bò dậy, tiếp theo trong cổ họng phát ra một trận gào thét như dã thú, sau đó liền trực tiếp đánh tới người xung quanh. Hiển nhiên là biến dị thành tang thi, rất nhanh trên đường cái liền loạn thành một đoàn, khắp nơi tràn ngập máu tanh cùng tiếng thét chói tai. Nhìn thấy một màn như vậy, nội tâm của ta lại không hề gợn sóng, dù sao kiếp trước, cảnh tượng như thế nào ta đều đã thấy qua. Nhưng mà lúc này Cửa lớn dưới lầu ta truyền đến một trận tiếng gõ cửa, ta biết ngay đó là đồ ăn của ta. Mà lúc này nhân viên giao hàng đang lo lắng chờ đợi, hắn cũng cảm giác trận mưa này có chút quỷ dị, vì thế liền muốn đưa xong nhanh chóng về nhà. Nhưng mà đại môn vừa mở ra, hắn lại sững sờ tại chỗ, bởi vì lúc này ta đang dùng họng súng tối om chĩa vào hắn, sau đó, ta đe dọa hắn vào và đóng cửa lại. Vì theo trí nhớ của kiếp trước, chắc chắn gã bán hàng này sẽ biến thành xác sống, vì thế ta dự định dùng hắn thu thập cái thứ nhất zombie gen. Lúc này nhân viên giao hàng kịp phản ứng còn tưởng rằng ta muốn ăn cướp trực tiếp bị dọa đến sắc mặt tái nhợt cầu khẩn nói đại ca ta là người giao thức ăn trên người thật không có tiền nhưng mà ngữ khí ta lại lạnh lùng nói bảo ngươi đóng cửa lại không nghe thấy sao nói xong ta trực tiếp đem khẩu súng lên đạn nghe vậy đối phương cũng không có cách nào đành phải làm theo một bên đóng cửa một bên không ngừng cầu xin tha thứ không ngờ ngay tại một khắc đóng cửa lại lời của hắn đột nhiên dừng lại tiếp theo thân thể co rúm một trận liền giống như chúng gió ngã xuống đất nhưng giờ phút này ta cũng không nhanh không chậm đem cửa ra vào khóa chặt sau đó đem toàn bộ đèn lầu một bật lên, đảm bảo có thể thấy rõ mọi thứ trong trường hợp cửa sổ bị đóng kín. Tiếp theo liền chĩa súng vào đầu nhân viên giao hàng, trực tiếp một phát đem hắn vừa mới biến dị giải quyết, sau đó liền đem tang thi thu vào trong nhà xưởng tang thi của ta. Trong nháy mắt lam quang trước mắt ta chợt lóe, đồng thời bên tai nhớ tới một đoạn hệ thống nhắc nhở âm thanh, nhà máy zombie bắt đầu vận hành, viện nghiên cứu gen thu được một thi thể tang thi, đã mở khóa sản phẩm cấp 1, zombie bình thường. Đơn vị sản xuất tiêu thụ 200 kỳ cá, tốc độ sản xuất 3 con mỗi ngày thấy thế trên mặt ta lộ ra nụ cười thỏa mãn đại quân tăng thi của ta rốt cục có thể bắt đầu chuẩn bị xây dựng tuy rằng tốc độ sản xuất phi thường kéo khố nhưng ta biết tốc độ có thể tăng lên trong tương lai lúc này nhà máy zombie đang toàn lực vận hành nhưng mà ta cũng không nhàn rỗi tiếp theo là kiểm tra các sản phẩm có thể mở khóa còn lại trong nhà máy phát hiện hiện tại chỉ có hai cái có thể mở khóa chúng là chó zombie và huyết thanh kháng virus tăng thi khuyển xem qua nguy cơ sinh hóa đều biết sức chiến đấu cực kỳ bùng nổ điều kiện mở khóa của nó là thi thể của ba con chó tăng thi và huyết thanh kháng virus còn hơn thế nữa, nó có thể làm cho virus miễn dịch không biến đổi, điều kiện mở khóa là 100 thi thể thay mà. Nhưng những thứ này mặc dù ta rất cần, nhưng ta cũng biết không thể lập tức lấy được. Vì thế ta trực tiếp nằm trên sofa, quét điện thoại di động, phát hiện hiện nay toàn bộ thế giới đều đang đưa tin về sự kiện này. Mọi quốc gia đều sợ hãi, đóng cửa các tuyến đường vận chuyển đến và đi từ đảo quốc, sợ virus lây lan sang nước mình. Nhưng mà ta lại hiểu rõ, virus truyền bá cũng không chỉ dựa vào tăng thi cắn xé, mà là sẽ truyền bá theo không khí chỉ một tỷ lệ nhỏ người sẽ miễn nhiễm với virus, nhưng nếu bị cắn vẫn sẽ biến dị. Mà lúc này, nhóm nghiệp chủ trong tiểu khu cũng nổ tung, đều tỏ vẻ sợ hãi đối với chuyện này. Nhưng mà lúc này xuyên đảo phương tử lại gọi điện thoại tới, hỏi thẳng tại sao ta lại ra cố nhà trước, có phải đã sớm biết tang thi sắp tới hay không. Nghe vậy ta lại trực tiếp tìm lý do qua loa tắc trách, tỏ vẻ mình chỉ là vận khí mà thôi, và nói rằng đó chỉ là một cơn cúm lớn, đừng lo lắng. Mà xuyên đảo phương tử hiển nhiên là không tin lời của ta, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúp điện thoại. Không ngờ lúc này, trong đầu ta đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở đinh thì ra là con zombie đầu tiên của ta chế tạo xong chỉ thấy giữa phòng khách đột nhiên hiện ra một đoàn sương mù dày đặc màu đen ngay sau đó một cánh cửa không gian hình tròn mở ra mà ngoài cửa đi ra một con tang thi nam có làn da bệnh hoạn chỉ thấy nó sau khi nhìn thấy ta lại đè nén bản năng tang thi cúi đầu biểu thị mình thần phục sau đó ta dùng ý niệm phát ra mệnh lệnh ngồi xuống nghe vậy nó trực tiếp ngồi phịch xuống đất nhưng vì sợ ta vẫn dễ dụ muốn ngồi dậy thấy thế ta cũng thập phần hài lòng vì thế trực tiếp đặt tên là thiên quân chuẩn bị để nó làm thống lĩnh đại quân tăng thi sau đó lấy ra một con cá ngừ nặng 300 cân làm phần thưởng lúc này nó rốt cuộc ức chế không được xúc động ôm thịt cá trực tiếp điên cuồng gặm mà theo thịt cá tiến vào trong bụng thân thể của hắn lại trở nên dần dần khổng lồ sức mạnh và tốc độ tăng lên xem ra thiên phú của thiên quân quả thật không làm ta thất vọng thậm chí có khả năng trưởng thành thành thi vương không ngờ lúc này dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn sau đó ta phát hiện ra đó là một chiếc xe mất kiểm soát chỉ thấy xe đụng vào cột điện dưới lầu thân xe bốc cháy thậm chí lan tràn đến trên cây thấy thế ta cũng có chút lo lắng thế lửa sẽ ảnh hưởng đến ta nhưng ta lại không định tự mình xử lý ngược lại là từ trong không gian lấy ra mũ bảo hiểm cùng bình chữa cháy bảo thiên quân ra ngoài giúp ta dập lửa sau đó ta liền mở cửa hợp kim ra ngay sau đó một thân ảnh cao lớn đầu đội mũ hàn điện đi ra đồng thời trong tay còn mang theo năm sáu bình chữa cháy đối với ngọn lửa đang lan tràn chính là một trận phun mạnh mà tiếng vang thật lớn lúc trước hấp dẫn tới rất nhiều tang thi thấy một màn như vậy lúc đầu còn rất kích động tưởng rằng cuối cùng cũng có thức ăn đưa tới cửa kết quả tới gần người mới phát hiện thứ này lại là một con zombie nhất thời mắng chửi đĩnh đạc xoay người rời đi mà thiên quân hoàn thành mục tiêu đứng ở trước mặt ta lộ ra nụ cười tranh công và ta cũng trực tiếp biểu thị thêm thức ăn cho nó vào buổi tối thiên quân nghe vậy nhất thời kích động đến hoa chân múa tay vui sướng vui như một đứa trẻ bất quá từ phương diện chỉ số thông minh mà nói nó cũng không kém mấy so với những đứa trẻ hai ba tuổi làm xong những thứ này ta liền đi ngủ ngày hôm sau lại phát hiện trong phòng khách có thêm mấy con zombie thì ra là một lô hàng mới do nhà máy zombie sản xuất thấy thế ta cũng ném cho chúng vài con cá biển sau đó tên liền trực tiếp sắp xếp theo số thứ tự. Hai ngày sau, điện thoại di động của ta đột nhiên nhận được một tin nhắn riêng, vốn tưởng rằng xuyên đảo phương tử sẽ dẫn đầu chịu không nổi, không ngờ người tới tìm ta trước lại là Tô Mộ Tuyết. Chỉ nghe trà khí trong trà của cô cầu khẩn nói, "Bạn học Tiêu Phàm, mấy ngày nay ta thậm chí không có dầu ăn, đã gầy đi 3 4 cân, ngươi có nhiều đồ dự trữ trước thời hạn, nhất định là đã sớm chuẩn bị virus zombie bùng nổ, nể tinh chúng ta đều là đồng bào hoa hạ, ngươi có thể cho ta mượn ít vật tư được không?" Nhưng mà ta lại lạnh lùng cười trả lời, "Đừng, ta không có đồng bào nào mặc kimono dù sao ngày thường tô mộ tuyết vì liếm người đông doanh hạ thấp người hoa hạ không đáng một đồng sau đó cô lại là các loại lý do cầu khẩn ta nhưng ta vẫn bất vi sở động không ngờ lúc này cô lại nóng nảy tuyên bố chết cũng muốn cùng ta đồng quy vô tận nghĩa là ta muốn một ngọn lửa thiêu dụi nhà ta nghe vậy ta lại không hề sợ hãi thậm chí còn muốn giúp cô một tay dù sao tăng thì tiểu đệ tuần tra dưới lầu của ta cũng không phải an chay ta vốn tưởng rằng tô mộ tuyết chỉ là muốn dọa ta một chút không ngờ cô lại thật sự xách thùng xăng đi tới và trên thực tế trong lòng tô mộ tuyết kỳ thật cũng không yên cô ấy chỉ muốn ta chịu thua bằng cách đốt lửa mà cô vốn tưởng rằng thông qua quan sát xác định an toàn xung quanh lại không biết lúc này thùng rác bên cạnh đang trốn một con tang thi mà nó chính là một trong những tiểu đệ của ta đang lúc tô mộ tuyết chuẩn bị đổ xăng tang thi bên cạnh lúc này phát ra một tiếng gào thét sau đó liền hướng tô mộ tuyết vào tới thấy vậy tô mộ tuyết sợ tới mức vừa lăn vừa bò xoay người chạy trốn nhưng ta không vội vã đòi mạng cô ấy mà không nhanh không chậm ép cô vào đám tang thi mà cô nhìn thấy tang thi xung quanh đều vọt tới, liền sợ tới mức chui thẳng vào lồng chó bên cạnh, sau đó trở tay đóng cửa lồng chó lại. Cũng may đám tang thi này, đầu óc không đủ thông minh, chỉ biết ở một bên không ngừng va chạm, sau vài lần va chạm không có kết quả liền rời đi. Nhưng tử đệ tang thi của ta sẽ không rời đi, và ta thấy cảnh này qua một tầm nhìn chung, nhất thời phát ra một trận cười to vui sướng, dù sao liếm chó sùng dương mị ngoại nên ở trong lồng chó. Mà lúc này, Tô Mộ Tuyết chỉ có thể trốn ở bên trong run lẩy bẩy, đồng thời lấy điện thoại di động ra, bắt đầu liên lạc với bên ngoài chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào có người tới cứu cô rất nhanh thời gian đi tới tần số thứ sáu của virus bùng nổ lúc này thức ăn của cư dân xung quanh cũng sắp hết sạch vì thế liền có người đề nghị tổ đội ra ngoài tìm vật tư nhưng mà lại không ai nguyện ý làm chim đầu đàn không ngờ lúc này trong nhóm truyền đến một tin tức lúc này tất cả mọi người nổ tung thì ra là tô mộ tuyết trực tiếp biểu thị nhà ta có vật tư rằng ta đã tích trữ nhiều đồ ăn và nước uống trước kỳ tận thế mà lúc trước cô không định nói ra tin tức này dù sao mình vốn muốn độc chiếm nhưng hiển nhiên tình cảnh hiện tại của mình đã không có khả năng vì thế cô liền trực tiếp nói với đám đông rất nhanh mọi người liền nhao nhao chỉ trích ta mô tả trực tiếp ta như một tội nhân ghê tởm như thể không cung cấp cho họ nguồn cung cấp là phạm tội nhưng ta không quan tâm mặc cho mọi người ở trong nhóm kêu to không ngờ lúc này một người tên là hắc tuấn hấp dẫn sự chú ý của ta nhớ rõ hắn là hội trưởng xã hội đen xung quanh mà hắn cũng trực tiếp uy hiếp nghĩa là ta không giao vật tư hắn sẽ mang theo đàn em cầm súng trực tiếp đến nhà ta cướp nhưng ta thấy thế lại cười lạnh một tiếng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi tầng một nhà ta toàn thây ma không sợ chết thì đến đây đi. Và sau khi thấy câu trả lời của ta, nhất thời thiếu chút nữa phổi cũng muốn nổ tung. Dù sao lúc trước mình làm lão đại cũng nói một không hai, vì thế hắn cùng tiểu đệ thừa dịp xe hấp dẫn lực chú ý của tang thi, trực tiếp cầm súng vọt tới cửa nhà ta, vừa mới chuẩn bị phá cửa mà vào, nhưng khi họ đứng trước cửa, nhưng đột nhiên cảm giác cả người đều không tốt, thì ra toàn bộ cửa sổ lầu một nhà ta đều bị tấm thép phong kín, thậm chí toàn bộ bức tường được làm bằng titan. Không ngờ Hắc Tuấn thấy thế, lại hết lần này tới lần khác không tin tà, đi lên phía trước cầm xà beng không ngừng đâm vào cửa sổ. Nhưng mà đầu đầy mồ hôi bận rộn nửa ngày, nhưng hắn cũng không có ý định tay không mà về, vì thế trực tiếp lật vào nhà hàng xóm xung quanh nhà ta, cầm súng đe dọa chủ sở hữu bên trong, cưỡng ép thu một đợt phí bảo vệ. Mà một màn này khiến cho nhóm nghiệp chủ nổ tung, mọi người nhao nhao chĩa mũi nhọn vào Hắc Tuấn, mắng to Hắc Tuấn là một cường đạo, không biết vừa rồi Hắc Tuấn ghé thăm nhà ta, cũng là bọn họ tất cả đề nghị, nhưng hiện tại hiển nhiên không ai dám đánh chú ý với ta, cuối cùng ta cũng có thể tập trung vào việc mở khóa sản phẩm mới vì thế nhân lúc màn đêm buông xuống ta đem 20 con zombie tiểu đệ dưới trướng chia làm hai đội đội ngũ thứ nhất lấy thiên quân cầm đầu đóng ở lầu một chịu trách nhiệm giữ an toàn cho ta mà đội ngũ thứ hai thì toàn bộ hóa thân thành thợ săn phân tán ra ngoài đánh chết tang thi trên đường phố thu thập gen zombie cho ta nhưng ta không chọn xác sống gần đó thay vào đó hãy để chúng tìm kiếm mục tiêu trên những con phố xa xôi dù sao đối với những người khác là tang thi uy hiếp đối với ta đó là một rào cản tự nhiên chỉ thấy chúng nó phảng phất như nhân loại bình thường phân tán ra hai hai một nhóm đi về phía phố tình nguyên kế bên đợi đến khi sờ đến phía sau tang thi khác chúng lao thẳng về phía sau tiếp theo dùng cánh tay trái siết chặt cổ tang thi trước mắt sau đó tay phải chế trụ hốc mắt đối phương hung hăng bẻ ra trong nháy mắt tang thi trước mắt liền lên tây thiên mà những tang thi xung quanh nhìn thấy một màn này trên khuôn mặt cứng ngắc nhất thời lộ ra thần sắc nghi hoặc nhưng với chỉ số thông minh không nhiều sau khi chúng biến thành tang thi nhưng chỉ có thể cho mắt nhìn đồng bọn bị đánh chết lôi đi mà cũng không có bất kỳ phản ứng nào hành động tương tự kéo dài suốt đêm 10 con tang thi này tựa như công nhân không biết mệt mỏi vẫn mang đến cho ta ghen tăng thi cuồn cuộn không ngừng và ta cũng không ngủ cả đêm một mực đợi đến sáng sớm rốt cục thu thập xong 100 con tăng thi mở khóa thành công huyết thanh kháng virus sản phẩm mới lúc này nhân lúc sản xuất sản phẩm mới ta ăn sáng và ngủ tiếp đi trên chiếc giường lớn êm ái cùng lúc đó bên kia hắc tuấn lúc trước ở bên ta lại chuẩn bị ngóc đầu trở lại và hắn đang đi về phía nhà ta với một chai xăng và một khẩu súng trường lần trước cường công lầu một không có lấy được bất kỳ thành quả chiến đấu nào nhưng lần này hắn lại chuẩn bị đầy đủ nhất định phải lấy vật tư của nhà ta xuống. Nhưng tất cả những thứ này, ta đều đang ngủ hồn nhiên không biết, lúc này hắn đi tới trước cửa lầu 1, hướng vào trong phòng hô to, ta biết ngôi nhà này là bê tông cốt thép, nhưng tầng 2 cũng không bị thép tấm phong kín, tức thời mà nói ngươi liền nhanh chóng mở cửa, nếu không ta sẽ đốt tầng 2 của ngươi. Lúc này ta cũng bị tiếng kêu của hắn đánh thức, thấy trong tay hắn cầm một bình xăng, ta nhất thời tức giận, dù sao chính mình trong mộng ngủ hảo hảo bị đánh thức, vốn cũng đã rất khó chịu, hú chi còn bị hắn năm lần bảy lượt uy hiếp, Nghĩ thầm nếu chính ngươi đến chịu chết vậy cũng đừng trách ta vô tình. Vì thế ta trực tiếp bảo tăng thi tiểu đệ lầu một mở cửa lớn ra. Mà lúc này Hắc Tuấn còn tưởng rằng ta sợ hãi, đang lúc vẻ mặt vui mừng đóng cửa lại, chuẩn bị đi vào cướp đoạt vật tư, không ngờ lại phát hiện chính giữa phòng khách, có một người đàn ông đầu đội mũ bảo hiểm điện, mà hắn theo bản năng còn tưởng rằng là ta, thấy trong tay ta không có súng liền tự tin lên. Nhưng lúc này nam nhân trước mắt lại đột nhiên đứng dậy, một giây sau liền từ phía sau móc ra trường mâu dài 2 mét Thấy thế Hắc Tuấn không do dự trực tiếp bóp cò viên đạn trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực nam nhân nhưng hắn chỉ dừng lại một chút tiếp theo vẫn vững vàng bước về phía hắn một màn này trực tiếp để cho hắn lộ ra thấy quỷ biểu tình vì thế lại bắn liền hai phát nhưng viên đạn bắn vào mũ bảo hiểm bị bắn ngược ra ngoài lúc này nam nhân trước mắt trực tiếp mạnh mẽ ném trường mô ra trong nháy mắt xuyên qua thân thể hắc tuấn cứ như vậy hắn chết trong vẻ mặt không thể tin được sau đó người đàn ông trước mặt gỡ mặt nạ xuống nhưng một giây sau trực tiếp gặm nhấm trên thi thể người đàn ông thì ra nam nhân này chính là thủ hạ thiên quân của ta là chỉ huy thứ hai của quân đoàn thây ma mà ta ở một bên cũng không nhàn rỗi trực tiếp lấy điện thoại di động ra ghi lại cảnh này sau đó gửi vào nhóm video lập tức gây nên sóng to gió lớn dù sao hắc tuấn vốn là hung danh lan sang hoa nhân mấy ngày nay ở xung quanh đốt giết cướp bóc không ít người giờ phút này lại ở nhà ta bị zombie hình thể khổng lồ cắn chết nhất thời người xung quanh đánh chết cũng không dám tới nhà ta gây sự nhưng ta cũng không quá phô trương mà là ở trong nhóm tỏ vẻ mình trốn ở lầu 2 run lẩy bẩy bất cứ lúc nào cũng có thể bị thây ma dưới lầu phát hiện sau khi làm xong huyết thanh kháng virus đã được mở khóa chỉ thấy một ống nghiệm nhỏ chứa đầy chất lỏng màu vàng kim nằm trong không gian mà ta cũng là trực tiếp một ngụm đổ vào trong miệng sau khi uống xong ta lại kiểm tra các sản phẩm khác trong nhà máy tang thi phát hiện trong nhà máy lại xuất hiện 3 sản phẩm cấp 2, chúng theo thứ tự là cam hận đồ tể tang thi cường hóa và dược tể tiến hóa trong đó làm cho ta cảm thấy hứng thú nhất chính là cam hận đồ tể đây là một zombie đặc chủng có lực phòng ngự rất mạnh từ tang thi béo phì tiến hóa mà đến hơn nữa cầm trong tay đồ đao thương tổn cũng rất cao rất thích hợp làm lá chắn thịt hàng đầu trong quân đội của ta Bước quá trước mắt còn phải đợi đến khi đồ tể cam hận từ trong quần thể tang thi sinh ra sau đó nhấn nó để mở khóa sản phẩm này vì thế ta trực tiếp nằm trên giường tiếp tục ngủ bù nhưng sáng sớm hôm sau lại phát hiện trong phòng mất điện mất nước nhưng may mắn là ta có máy phát điện dự phòng và nước khoáng vì vậy nó không ảnh hưởng nhiều đến ta nhưng hàng xóm xung quanh ta lại cảm thấy một trận tuyệt vọng nhiều người tự tử vì không có thức ăn mà những người còn lại cũng đều là oán giận nhau nhau nghĩa là mình không có nước không có điện không có thức ăn căn bản không sống nổi còn biểu thị người của sở trị an đều là ăn cơm khô còn ta thì nằm trên sofa ăn pizza vừa nhìn đám hàng xóm này tố khổ trong nhóm nhưng mà lúc này cư dân xung quanh cũng đang tiêu sái hưởng thụ cũng chính là thôn ông chủ siêu thị ở tận thế sơ kỳ hắn liền quyết đoán đem thức ăn toàn bộ chuyển đến tầng hầm ngầm hơn nữa khóa cửa vào lại sau đó dùng đồ nội thất chặn lại mà vừa mới bắt đầu một ít người muốn đánh chú ý với hắn tất cả đều kinh ngạc bất quá lúc này tất cả mọi người không được ăn mọi người vì muốn ăn một miếng liền theo dõi hắn rất nhanh liền tập kết một tiểu đội bình nhân một người trong đó dùng âm hưởng hấp dẫn tang thi những người còn lại thì bắt đầu cướp đoạt siêu thị tuy nhiên mặc dù làng đã chuẩn bị đầy đủ cho việc gia cố phòng ngự nhưng lại không chịu nổi đám người này cầm điện toàn thiết trùy cường công rất nhanh liền bị phá cửa mà vào mà chính mình cũng bị một thiết trùy trong hỗn loạn gõ chết sau đó tất cả mọi người bắt đầu tranh mua vật tư lấy không được thì nhanh chóng đưa về nhà rồi chạy tới cướp chỉ chưa đầy 2 tiếng rưỡi tất cả đồ dùng trong tầng hầm đã bị lục soát mà xuyên đảo phương tử trốn ở nhà nhất thời thèm thuồng dù sao trong nhà mình chỉ có một túi bột mì mốc mèo thậm chí ăn xong một cân còn phải tiêu chảy nửa cân, nhưng mà cô cũng không dám, cùng đám đại hán này cướp siêu thị, vì vậy, cô ấy đặt mục tiêu vào ta một lần nữa. Và ta đang nhìn vào sự xấu xí của hàng xóm. Đột nhiên phát hiện xuyên đảo phương tử truyền đến một video, thì ra là bộ phim cô quay lúc trước khi còn là diễn viên hành động, nhưng ta chỉ nhìn lướt qua và không còn hứng thú nữa, dù sao nữ thần trong ổ cứng của mình cũng không phải cô có thể so sánh. Mà xuyên đảo phương tử thấy ta không có phản ứng nhất thời nóng này, tiếp theo lại gửi tới mấy tấm ảnh hi ti, nói rằng cô muốn đến nhà ta và chơi poker với ta nhưng ta vẫn bất vi sở động bởi vì ta biết nữ nhân này thực tâm như rắn rết độc lúc trước tô mộ tuyết muốn tới đốt nhà ta cô không ngăn cản ngược lại ở một bên thờ ơ lạnh nhạt mà hiện tại đưa tới cửa cũng chỉ là muốn lấy được vật tư của ta mà thôi không ngờ xuyên đảo phương tử đói đến điên rồi trực tiếp chạy tới nhà ta ở cửa lớn dưới lầu bắt đầu ra sức hỏi cũng không quan tâm tang thi có tới hay không hơn nữa một bên vỗ còn một bên đau khổ cầu khẩn nói tiêu phàm van cầu ngươi mở cửa cho ta vào đi ta muốn làm nô lệ của ngươi hãy để ta là con chó của ngươi nhưng mà ta lại đứng ở lầu hai vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô biến đi ta sẽ không cho ngươi vào đối mặt với lời nói dứt khoát của ta trực tiếp cắt đứt hy vọng cô đến nương tựa vào ta lúc này xuyên đảo phương tử rốt cục sụp đổ ngồi bệt dưới đất gào khóc không ngờ ta lại trực tiếp bưng ra một chén thịt kho tàu nóng hổi ăn ngay trước mặt cô mà mùi thịt rất nhanh liền truyền tới bên người cô nhưng giờ phút này cô chỉ có thể nghe bụng kêu ủng ục như thể ký ức về lần ăn thịt cuối cùng là ở thế kỷ trước không ngờ ngay khi cô tuyệt vọng ngồi dưới đất chờ chết Bên tai lại nghe thấy một trận tiếng ong ong như có như không, và đó là tiếng gầm rú của động cơ ô tô, chỉ thấy một đoàn xe có 7 chiếc, xếp thành xà trận chạy vào phố Tùng Bắc, hơn nữa từ cửa sổ xe mở ra có thể nhìn thấy, tất cả mọi người trong xe đều cầm trường thương. Và nhìn chung, những nhóm người sống sót có quy mô này, ta không muốn chơi chọc họ, dù sao tổn thất mấy tiểu đệ tăng thi là chuyện nhỏ, nếu là bí mật của mình bị phát hiện vậy thì phiền toái. Vì thế ta trực tiếp bảo tiểu đệ bên đường tránh đường, dự định cho đoàn xe này đi qua. Nhưng mà những người này lại chạy về phía ta chỉ thấy bảy chiếc xe đậu xung quanh nhà ta một vòng bao vây toàn bộ ngôi nhà sau đó một đám người ở bốn phía quan sát hơn nữa dùng súng trường giảm âm thanh thanh lý sạch tang thi đang tới gần thấy vậy sắc mặt ta lập tức âm trầm xuống trong lòng biết rõ phối hợp và tổ chức như vậy chắc chắn không phải là một đội bình thường tuy nhiên mặc dù ta không biết làm thế nào để chơi chọc họ nhưng nếu như khi dễ đến trên đầu ta ta nhất định sẽ phụng bồi đến cùng nhưng mà lúc này người đàn ông đeo kính dâm dẫn đầu vừa xuống xe xuyên đảo phương tử lập tức chạy đến bên cạnh hắn thấy thế ta cũng biết đám người này tám phần là cô dẫn tới. Lúc này người đàn ông đeo kính dâm nhìn tầng một bị tấm thép hợp kim phong kín, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, sau đó phái ra vài người mặc đồng phục bóng chảy, đầu đội mũ bảo hiểm bóng chảy, cầm máy khoan trong tay bắt đầu phá cửa, mà hai bên là người cầm vũ khí yểm hộ. Lúc này ta ở lầu 2 có thể nghe được rõ ràng âm thanh khoan điện đục tường, mặc dù cổng của ta rất vững chắc, nhưng chỉ sợ cũng nhiều nhất chống đỡ vài giờ. Trong khi ta đang suy nghĩ về cách đối phó, lại chỉ thấy đối phương đột nhiên thả ra hai con đức mục, sau đó hai con chó ngửi xong trước cửa nhà ta, liền bắt đầu sủa, rõ ràng là người thấy mùi thức ăn trong nhà. Mà điều này làm cho nam nhân đeo kính dâm càng thêm hưng phấn, thậm chí ra lệnh cho thủ hạ phá cửa nhanh một chút. Nhưng thay vì sợ hãi, ta lại rất vui, nghĩ đến việc chó tăng thi mở khóa thiếu tài liệu, vì thế ta trực tiếp bảo người của mình mở cửa, sau đó liền từ trong không gian lấy ra súng bắn tỉa giảm thanh. Không ngờ lúc này nam nhân đeo kính dâm, đằng dã thấy thế cũng không có sơ ý, mà là phái ra mấy tiểu đệ đi vào dò đường trước, nhưng các tiểu đệ thấy thế lại nhất thời sợ hãi. Dù sao cửa sổ nhà ta lúc này đóng chặt một mảnh đen kịt, thậm chí bên trong còn cất giấu tăng thi, nhưng mà đối mặt với mệnh lệnh của lão đại, cũng chỉ có thể kiên trì đi vào chậm rãi dò đường. Nhưng ai ngờ vừa tiến vào, liền phát hiện trước mặt có 10 thân ảnh đang đứng, mỗi bóng dáng đều đội mũ bảo hiểm cầm giáo, trong lúc nhất thời mấy người thấy thế đều mơ hồ. Nhưng giây tiếp theo, các tiểu đệ của ta trực tiếp ném trường mâu ra, trong nháy mắt đưa mấy người lên Tây Thiên, thậm chí ngay cả tiếng la hét cũng không phát ra. Nhưng mà lúc này, Đăng Dã đứng ở ngoài cửa lại hoàn toàn không biết gì cả, bất quá hắn cũng cảm giác bên trong không hề động tĩnh có điểm quỷ dị sau khi hô vài tiếng phát hiện không có ai đáp lại chính là biết mấy người sợ rằng đã lên tây thiên rồi nhưng đằng giã lại không vì vậy mà lùi bước ngược lại là trực tiếp lấy lựu đạn chân quý ra tính toán bỏ vốn gốc cũng nhất định phải lấy được nơi này rất nhanh thủ hạ lấy ra chín quả lựu đạn sau đó rút chốt bảo hiểm ra trực tiếp ném vào trong phòng tối đen như mực vài giây sau tiếng nổ vang dội từ trong phòng truyền ra cương châu cùng mảnh vỡ dày đặc bắn ra phá hủy đồ nội thất nhà ta thay thế tiểu đội chín người lại vọt vào nhưng mà các tiểu đệ của ta vẫn đứng nguyên tại chỗ đối mặt với lựu đạn oanh tạc như đều không tránh né chút nào sau đó trực tiếp không nhìn đạn của đối phương bắn phá với khói thuốc súng dày đặc từ vụ nổ tiến lên giải quyết toàn bộ những kẻ xâm nhập này mà lúc này đằng dã bên ngoài rốt cục luống cuống hắn mặc dù không biết bên trong đồ vật là cái gì nhưng hiện tại hiển nhiên là chạy trốn trước là quan trọng nhất vì thế hắn vội vàng triệu tập tiểu đệ còn lại lên xe chuẩn bị chạy trốn nhưng ta cũng không dễ dàng thả bọn họ đi trực tiếp đốt pháo ném xuống trong nháy mắt vang lên tiếng nổ to như hạt đậu dẫn tới tang thi xung quanh theo tiếng mà đến sau đó ta lại bắn mấy phát nữa làm nổ lốp xe của đằng giã chưa xong đâu mấy tiểu đệ của ta lại là hướng bọn họ vào tới rất nhanh đã giải quyết toàn bộ thủ hạ của đằng giã nhưng ta lại đem hắn cùng xuyên đảo phương tử trốn ở trong xe để lại người sống sau đó hai người trực tiếp bị thiên quân sách gà con đưa tới trước mặt ta và ta cũng đi thẳng vào chủ đề bày tỏ để đằng giã khai báo ra đoàn đội phía sau màn của mình lúc này đằng giã bị dọa đến chóng váng cũng không dám giấu giếm chút nào trực tiếp đem hết thảy chi tiết trong đoàn đội của mình đều kéo ra toàn bộ hắn vốn tưởng rằng do phó xong Ta có thể lưu hắn một con đường sống, nhưng ta lại giao hắn cho thiên quân làm khẩu phần ăn. Dù sao người biết rõ la lịch của mình cũng không thể giữ lại, mà lúc này xuyên đảo phương tử ở bên cạnh đã sớm sợ tới mức run lẩy bẩy. Cô ấy biết có một kẻ thù rất mạnh trong bóng tối, hy vọng nói ra ta có thể tha cho cô một mạng. Nhưng mà ta lại không sao cả, tỏ vẻ mình không quan tâm. Thấy thế xuyên đảo phương tử vốn tưởng rằng mình chỉ sợ cũng khó thoát khỏi vận rủi, nhưng không ngờ ta cũng không có trước tiên giết chết cô, ngược lại là để tang thi tiểu đệ ở trên người cô cắn một cái ngay khi cô tuyệt vọng chờ đợi biến thành tăng thi ta lại trực tiếp cho cô ấy uống một ngụm huyết thanh kháng virus lúc này trong cơ thể cô zombie virus cùng kháng virus huyết thanh đang đại chiến mà cô chỉ cảm thấy thân thể một trận đau nhức rất nhanh liền chịu không nổi đau đớn mà hôn mê bất tỉnh và lý do ta làm điều đó cũng là muốn kiểm tra xem nếu như chỉ bị cắn sau đó lại tiêm huyết tiêu vân như thế nào nhưng mà lúc này thân thể xuyên đảo phương tử đã bắt đầu biến dị chỉ thấy móng tay của cô sinh trưởng điên cuồng hoa văn mạch máu xanh đen hiện lên trên bề mặt da không ngờ ngay khi ta nghĩ thí nghiệm đã thất bại, xuyên đảo phương tử đột nhiên mở to hai mắt, mà đồng tử của cô cũng không đỏ như Tang Thi. Lúc này cô nhìn thấy thân thể mình biến thành Tang Thi, nhất thời phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế, rõ ràng là không thể chấp nhận sự thật này. Nhưng ta lại không để ý tới cô, trực tiếp mạnh mẽ đem cô nhốt vào trong lồng. Sau đó ta liền đem hai con chó bắt được, lây nhiễm thành chó Tang Thi, tiếp theo bắt vào nhà máy zombie, bắt đầu nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới. Sáng sớm hôm sau, lúc này xuyên đảo phương tử đói bụng, một ngày đang vô lực nằm trên mặt đất mà ta lại là từ không gian móc ra một ít thức ăn bày ở trước mặt cô. Mà những thứ này tất cả đều là món ăn gia đình của Hoa Hạ, thấy thế cô nhất thời thèm muốn vô cùng, cũng bất chấp hình tượng gì, trực tiếp cầm thức ăn lên nhét vào miệng, chỉ cảm thấy những thứ này quả thực là mỹ vị nhân gian. Không ngờ lúc này, lại đột nhiên cảm giác một trận ghê tởm, ngay sau đó liền đem toàn bộ đồ ăn nhổ ra, và cuối cùng ta cũng chắc chắn, đó chính là thức ăn bình thường cô đã không tiếp nhận được. Vì thế ta trực tiếp móc ra một miếng thịt sống ném xuống đất, mà xuyên đảo phương tử nhìn sườn bò sống trên mặt đất mặc dù lý trí bảo cô không thể ăn nhưng thân thể cũng không nghe sai khiến chậm rãi cất bước đi qua nâng thịt lên cho vào miệng và khi cô ấy nhận ra mình đang ăn thịt sống thịt bò trộn lẫn với máu tươi đã nuốt vào bụng và những loại thịt sống này không những không gây khó chịu cho dạ dày thậm chí ngược lại càng ăn càng hang say chỉ chốc lát sau cô liền cảm giác toàn thân khác thỏa mãn mà điều này làm cho cô càng thêm khát vọng máu thịt đó là một cái gì đó vượt qua tâm trí và cơ thể một khát vọng lớn lao từ cõi linh hồn vì thế cô thu hồi tuyệt vọng lúc trước ngược lại là liếm mặt tỏ vẻ còn có thịt sao mà ta thấy thế cũng là lại từ không gian lấy ra một phiến sườn dê nặng 5 cân nhưng cũng không có lập tức đưa cho cô mà là hỏi lúc trước cô nói có người trốn trong bóng tối ở phố tùng bắc muốn gây bất lợi cho ta hãy cho ta biết thông tin của người đàn ông này mà lúc này xuyên đảo phương tử đã sớm coi ta là chủ nhân vì thế trực tiếp đem tất cả những gì biết nói cho ta biết và cuối cùng ta cũng hiểu theo dõi ta thì ra là nữ cảnh sát của sở cảnh sát lúc trước đã nghi ngờ ta có liên quan đến vụ trộm lớn nhất thành phố thậm chí hiện tại vì tìm ra chứng cơ cố ý chuyển đến ở gần đây, nhưng bối cảnh nhà cô lại cực kỳ sâu đậm, cho nên bây giờ ta không định trêu chọc cô ấy. Nhưng hội cực đông của đằng giá, nhưng chỉ là một đoàn thể nhỏ không tới 500 người, hơn nữa trong tận thế tử thương vô số, đã không tới 300 người. Mà ta hiện tại tang thi khuyển cũng sắp chế tạo xong, đến lúc đó tìm hiểu tình báo sẽ vô cùng dễ dàng. Vì vậy, những gì ta sẽ làm tiếp theo chính là lợi dụng mạng lưới tình báo của chó tang thi, thanh toán hết những người còn sót lại của hội cực đông. Nhưng trước đó ta còn một việc phải giải quyết mà chuyện này trực tiếp liên quan đến sự tồn vong của các nước gây ô nhiễm